Spoil nhanh về Táo Quân Tiền Truyện năm 2021, trước giờ lên sóng, Ngọc Hoàng vắng mặt, các táo trầu theo phong cách hy hữu. Phiên bản Táo Quân Tiền Truyện năm 2021 quy tụ dàn nghệ sĩ hài đình đám và quen thuộc Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, Vân Dung và những gương mặt mới. Dự báo sẽ gây bão khi xuất hiện như là 1977 Vlog Diệu Nhi, chính thức lên sóng YouTube vào tối ngày 3 tháng 2. Táo Quân Tiền Truyện đã để lộ một số tình tiết trong kịch bản như sau. Đầu tiên là việc vắng mặt của Ngọc Hoàng. Điều này sẽ khiến cho không ít người cảm thấy hụt hẫng khi nhìn hình ảnh Ngọc Hoàng vốn được xem là tâm điểm của Spotlight mỗi khi các táo chầu trời. Nguyên nhân của sự vắng mặt này cũng sẽ được hé lộ trong đêm phát sóng chính thức. Cùng với việc Ngọc Hoàng vắng mặt, các táo sẽ có phiên bản chầu trời lần đầu tiên trong lịch sử Clystream. Trong một năm mà hạ giới đổ xô Clystream thì các táo cũng bắt trend cực nhanh, cập nhật công nghệ, báo cáo nhanh mà không sợ tiếp xúc gần. Táo Quân Tiền Truyện tiếp tục để lộ hình ảnh cá chép sẽ được sử dụng trên sân khấu, không phải là sản phẩm mô hình, mà lần này diễn viên cá chép sẽ được tái hiện trên màn hình siêu to siêu khổng lồ. Công nghệ hiển thị mới cùng hình ảnh cá chép ảo diệu sẽ biến sân khấu Táo Quân Tiền Truyện lột xác hoàn toàn. Spot gây xôn xao nhất trước đêm mà phát sóng có lẽ là sự xuất hiện của những diễn viên mới như Diệu Nhi và 1977 Vlog. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, anh em nhà 1977 Vlog không phải là cameo, mà họ sẽ đảm nhiệm vai trò và chức danh mới toanh của Táo Quân. Cụ thể như thế nào? Khi được hỏi, phía nhà sản xuất hài hước cho biết, tất cả sẽ có khi chương trình on air. Khách mời Diệu Nhi với tạo hình hiện đại nhất Táo Quân Tiền Truyện đang là đề tài gây chú ý. Ngoài ra, hàng loạt phát ngôn chế lại những câu nói viral của năm 2020 sẽ được tái hiện ở Táo Quân Tiền Truyện. Được biết, giá vé xem trực tiếp chương trình Táo Quân được rao bán cao nhất 9,5 triệu một cặp cho hàng ghế đẹp. Táo Quân năm 2021 kể từ thời điểm các nghệ sĩ bắt đầu tập luyện đã gây sốt. Ngày 8 tháng 1 năm 2021, VTV đã công bố mức giá quảng cáo cho các thương hiệu muốn xuất hiện trong chương trình năm nay từ 20 giờ ngày 11 tháng 2, tức là đêm 30 Tết. Theo đó, 10 giây quảng cáo sẽ có giá là 325 triệu đồng, kế đến là 390 triệu đồng, spot quảng cáo 15 giây, 487,5 triệu đồng, spot quảng cáo 20 giây và 650 triệu đồng, spot quảng cáo 30 giây. Như vậy, mỗi phút quảng cáo, nhà đài có thể thu về 1,3 tỷ đồng. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Sài Gòn TV Entertainment để cập nhật những tin tức giải trí mới nhất nhé!